Hôm qua chưa uống nè. Chuyện gì? Hello cả nhà ơi, dạ em chào cả nhà. Đó. Bây giờ mọi người ơi, thì chúng ta đã gặp gỡ nhau ngày hôm nay thì mọi người còn chơi chơi nữa. Hãy chia sẻ livestream của em được không mọi người ơi? Hãy lấy cái bông đầu rồi gắn bông đầu dễ thương nè. Rồi bây giờ mọi người theo chim sơ ơi giùm cho em Gia Bắc ơi, chào Trần Gia Bắc nè em ơi. Hà Phú Lâm chào Trà Phú Lâm. Thì ngày hôm nay thì ta nói chuyện về cái dòng mà tắm trắng ta nói banh rạp ngày hôm nay gì nha, tắm trắng là hàng cao cấp 100%. Chứ gì mọi người nhanh tay lệ chân giùm cho em xe chim trên cái đầu cậu đầu á. Ở dưới đó mẹ. Ở đây. Con này. Rồi bây giờ mọi người xe chim cho em gì nha. Hoa rất là đẹp, thuộc mặt em đẹp trai mà sức hoa cũng đẹp như gì nha. Nhanh tay lẹ chân xe lên chim cho em ngon quá nè hả. Trời ơi con em ốm với nhau gì nha. Em ốm rồi em ngon đủ gì ơi. Ở đây có ai ăn em muốn gì? Có ai muốn ăn em không mọi người ơi? Rồi bây giờ mọi người nhanh tay lẹ chân ngày hôm nay làm like cái sản phẩm được mang tên là Skin AEC. Sao mà ta nói sớm em nó cô hồn vậy đó quý vị ơi. Trang BD không anh ơi, tao giả trong mặt mà nha, Trần Gia Bắc nha, nha. Rồi bây giờ mọi người nhanh tay lẹ chân xe lên stream cho em gì nha. Thì chị em nào cũng có quà ngày hôm nay, chứ em hát ô tô đồ này nọ, hát ô tô hay bốc thăm chưa? Quý vị ơi là bây giờ mình chơi mình hát ô tô hay là bốc thăm trúng thưởng được tặng quà đây. Bây giờ mọi người thích cái nào nè, lấy quà giùm cho anh đi mấy đứa ơi. Ngày hôm nay em là cái công chúa hoa nè mọi người ơi, chú Lâm Đồng Nai hả? Em muốn đặt hàng gấu bông ơi, đặt hàng để số thoại giùm cho anh. Thì chị em nào ngày hôm nay mua hàng nhanh tay lệ chân để số thoại giùm cho em gì nha. Nhanh tay lệ chân giùm cho em và những bó hoa như thế này. Trời khóc đó rồi. Gì vậy? Quý vị ơi, nếu như mà bây giờ, nếu như mà chúng ta không quen biết nhau, ví dụ em với các bạn mà không biết nhau, những chị em chúng ta mà không biết nhau, thì với cái nhan sắc của em như thế này, em cầm bó bông em tặng quý vị là quý vị chịu không quý vị? Quý vị có mê em không mọi người ơi? Chú Lê Vũ Lâm hả? Cảm ơn vậy. Ủa chị đâu có Phượng đang xem hả? Rồi, có chị Phượng, em chào chị Phượng của em nè. Dạ em chào vậy nhanh tay lẹ chiếc xe lê chim xin lê che dùm cho em gì nha, ai cũng có quà ngày hôm nay. Chị Phượng, dạ em chào chị Phượng. Để bán cái gì chú Lâm? Ngày hôm nay chú Lâm bán sản phẩm tắm trắng rồi nha. Sản phẩm tắm trắng đến từ Hàn Quốc. Sản phẩm chuyên dịch dòng tắm trắng một ngày. Đó, một lần thì tắm trắng hàng ngày luôn. Cũng như là cái sản phẩm mà body ban đêm và body ban ngày. Chịu bao anh ơi hả? Chịu rồi bây giờ mọi người mà chơi lô tô hay là cam hay là bốc thăm trúng thưởng đây. Bốc thăm trúng thưởng này, dạ nếu mà bốc thăm trúng thưởng thì mình sẽ thưởng qua, còn nếu như mà mình chơi lô tô hay là số lô cà mọi người thấy nào, cái thằng này nó có tài trợ kẹt không nè, nó không thằng gì đâu rồi vô có tài trợ kẹt rồi đè nọ không kêu lô tô tặng bông là banh rạp em có thể kêu lô tô tặng bông là tao nói em phá sản như gì nha. Bởi sao lô tô nó nhanh lắm quý vị, mà một lần em tặng quý vị biết không, khoảng 20 người thì 20 bó bông là tao nói gần 500 ngàn bó rồi, 450 bó là 10 bó nhiêu tiền, 20 bó nhiêu tiền, 9 triệu bạc rồi. Và quý vị một like của em gì nghĩ con bán được 9 triệu không mọi người? Mọi người phải nghĩ cho em chứ, trời ơi à. Dạ bây giờ mọi người nhanh tay lại chuyến xe lê chim xin lê chim cho em nhiều người cùng tham gia tham dự. Em chào chị Đỗ Cát Phượng, Hồng Thanh, chào Hồng Thanh nè em ơi. Hồng Thanh ơi còn buồn không em ơi? Rồi bây giờ mình chơi lô tô rồi này nọ như gì nha. Chị em nào chơi nhanh tay lại chuyến giùm cho em. Cái con bé gì bán đâu rồi, vô comment giùm Lâm đi em ơi. Tăng Thiên Kim ơi. Tăng Thiên Kim, Tim Thiên Căng gì nè nhỏ. Nhanh tay lại chân. Cái cọ người ta đánh vô trong mặt mà nó quét bàn hoài. Con đi vô con chào cô Cát Phượng tẹ. Nhi. Chào cô Cát Phượng đi. Chào cô. Cô Phượng thấy chứ cô Cát Phượng ơi. Con chào cô Cát Phượng. Chào chừng nào cô comment thì thôi nha. Chào chừng nào cô Phượng comment thôi nha. Cô Phượng mà không comment là nhỏ thay sẫm mặt mày luôn. Máu dồn lên não luôn nha cô Phượng nha. Dạ cô Phượng ơi comment đi. Cháu chào mệt quá nè cô Phượng ơi. Cô Phượng ơi trời đất ơi anh Quách Ngọc Tiên. Chào Quách Ngọc Tiên luôn. Chào nữa. Chết rồi nha anh Quách Ngọc Tiên. Cháu chào anh Quách Tiên. Tội nghiệp con nhỏ không gặp người lớn là phải chào. Cô Cát Phượng ơi cô mà không mà comment một cái là nó chào cô tới mai. Thương quá. Trời ơi chị Ngô Kim Chi nữa kìa. Trời ơi cô Cát Phượng đâu rồi? Cô Cát Phượng không comment luôn. Cô Phượng không comment luôn rồi. Nguyên đến đây. Nguyên cái livestream này con sẽ chào cô Cát Phượng tới mai. Ôi đâu. Cô Phượng chào con hả? Xào với mày thì xào với Bình Phan. Mày phao với Bình Phan. Cô Phượng ơi. Con mệt. Mệt chưa? Vậy đi ra đi.
Rồi bây giờ mọi người nhanh tay lẹ chân xe là chim cho em đi nha, quẹt má đi Quỳnh ơi. Rồi xin lại che xe là chim cho em, con vô tội hả? Trời đất, tôi thấy người lớn là phải chào như vậy nha. Thấy người lớn là phải chào đàng hoàng. Thấy thương em bé hả? Ờ, tội bé Nhi quá, lì quá là phải chập người lớn là phải chào. Rồi nhanh tay lẹ chân xe là chim, ác quá hả quý vị? Em hát không quý vị? Ờ, bạo hành trẻ em như vậy nha, em giả mang không quý vị? Ngày xưa là em định mướn ở đây nè, mướn đất ở đây đó. Là em mở nhà trẻ quý vị, em mở nhà trẻ như vậy nha. Rồi nhanh tay lẹ chân xe livestream cho em, múc thau nước đi la anh tới tắm trắng luôn. Dạ nó là con gái chứ không phải con nhỏ gì ghẻ như vậy nha, em làm chim dây đóng gì ghẻ vậy, mặt em ác dễ sợ mọi người ơi. Đây nhanh tay lẹ chân bây giờ kêu lô tô như vậy nha, những phần quà dành tặng cho quý vị ngày hôm nay là những cái cạc điện thoại hoặc là mọi người cho bốc thăm mọi người thích cái gì đây. Cô Cát Phượng chào con hả, Hoàng Trọng tôi giả trong mặt nha, Hoàng Trọng nha. Quý Hoàng Trọng sao dễ sợ. Ê nè anh ốm nè Quỳnh, thấy không? Ăn kiêng mấy bữa tốt ghê. Mới hôm qua. Tội em bé hỡi hả? Đó, gặp người lớn là phải chào. Người ta thường nói là có con chim dành khuyên nhỏ, dáng trông thật văn ngoãn quá, gội già bảo vâng, lễ phép quan nhất nha. Chim gặp bác chào mau, chào bác. Chim gặp anh sân ca, chào anh. Chim gặp cô chích chè, chào anh. Rồi, nhanh tay lẹ chân anh ơi. Yêu cầu quá. Anh mới nhận được tin nhắn của em chị ở Trang Hữu Thọ là ai vậy trời. Rồi khoái dễ sợ hả? Rồi bây giờ mọi người nhanh tay lẹ chân xe chim giùm cho em gì nha. Xe chim em đi mọi người ơi. Rồi bây giờ mọi người xe chim. Rồi mọi người vô ai vô chim của em chơi thì mọi người phải xe chim của em chứ. Trắng thế không biết, dạ em ngày hôm nay em trắng quá vậy. Mà không biết em lai tấm trắng còn bật tông nữa hay không, em đang lo đúng gì ơi. Dạ bây giờ mọi người thương em thì xe lại chim cho em. Cô Phượng chào con, giỏ mặt giùm cho giỏ chị Phượng bỏ mày. Ba. Anh không đi đám cưới lan khuê hả? Trời có mờ đâu em. Có mờ đâu em. Xin nó khuê. Anh năn nỉ em cho đám cưới của em được không? Ai đám cưới em cũng xin như vậy. Em xin nói vậy em nói, ví dụ bữa anh Giang đám cưới anh Giang cho em đám cưới anh Giang được không? Em hứa với anh Giang là em phụ anh hết trơn trời luôn. Ví dụ anh cần gì em sai em tiếng là em phụ anh. Là như vậy. Ông thầy vô kìa. Trời ơi, thầy Trần Quang Minh dạ, chào thầy nha, thầy nha. Ờ, cô Phượng chào con. Á, à, sao vậy? Ê, rồi mọi người vô chim em, mày xe chim giùm cho em cái gì ơi, xe chim cho em đi. Rồi em tặng cạc cho gì nha, gì nha, những ngày năm đó. Nhanh tay lẹ chân nhau gì nha, nhanh tay lẹ chân mở rộng hả, kệ tôi đi mấy má ơi. Ok, Trang Hữu Thọ. Ta tăng cân, không có bán tăng cân em ơi, có bán trà sữa, không bán trà sữa đó. Bây giờ mọi người nhanh tay lẹ chân xe chim giùm cho em Huy. Trúng lấy anh được không hả? Mày thề đi. Mày thề là mày trúng mày lấy tao đi, thiệt sự luôn. Trời đất ơi, có ai muốn lấy em không mọi người ơi? Em bị đóng băng rồi. Em bị đóng băng nhện rồi. Chia sẻ rồi có quà rồi, nhanh tay lại chân chia sẻ giùm cho em. Nhanh tay lại chân Phúc Nguyễn ơi, bây giờ ta chia sẻ mày hiểu không? Tao nói chuyện dễ thương quá, cái ta thương tao ta chia sẻ là mày gặp tao nhiều rồi, mày hiểu không? Không bán hộp kịch lộn mấy má. Nhanh tay lại chân Nhạc đi Đạt ơi, mày đi đâu Đạt? Lấy thao nước. Nhạc đây. Rồi Nhạc giống gì nha. Bây giờ cả nhà. Nhanh tay lẹ chân xe livestream giúp cho em đi chàng ơi. Chàng ơi chàng ơi. Xe chim giùm em. Xe chim giùm em à. Nhanh tay lẹ chân xe livestream giùm cho em những phần quà cực kỳ dễ thương, cực kỳ đáng yêu dành tặng cho quý vị ngày hôm nay. Ai cũng có quà ngày hôm nay. Nhanh tay lẹ chân giùm quý vị ơi, quý vị ơi, quý vị ơi. Má em bừng nóng đi lại tìm tia, em bừng nóng đi lại tìm. Má em là một người livestream, tia em là một người livestream, cùng sống với nghề livestream. Sáng ra mà em bị hạch phải bục, tia em bị đi bị hạch phải bục. Má em là một người hacker, tia em là một người hacker, cùng sống với nghề hacker. Còn bơ đơ, còn bơ đơ, còn bơ đơ. Bị điên mà mày cũng vô mày coi, tao không hiểu mày nữa luôn, thiệt luôn á trời. Nhanh tay lẹ chân hỏng báo vừa xà mai em mấy mày ơi. Ngày hôm nay có bán tấm trắng nha, chị em nào mà ta thấy cần tấm trắng thì liên hệ với em ngày hôm nay. Thì chúng ta bán cực kỳ dễ thương, cực kỳ chất lượng dành tặng cho mọi người luôn. Chị Ngô Kim Chi ơi, em chào chị của em. Chị chào nói chị. Số gì ra con, số gì ra, số gì ra, số gì ra. Số gì ra con, số gì ra, số gì ra, con số gì ra. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. Cành nhà neo đơn à,
bé hời bé heo hả, bé hời bé heo cảm thấy hết vui rồi. Dạ không vui nữa nha quý vị nha, nhanh tay lẹ chân xe lại chim chim miệng cứ dễ tờ hả, buồn buồn là kiếm em liền hả, kệ em đi anh ơi. Còn hai gì đây, hai gì đây, hai gì đây, xe lại chim giùm cho em. Ngồi nhìn chít lá xuân rơi theo cội nguồn, lá rơi lá rơi, rồi khi anh đến dìu em trong cuộc đời, nhớ thêm rồi đây sao trùng vắng nhớ em chiều nay. Con hai gì ra, hai gì ra, con hai gì ra, hai gì ra, đờ tờ Nguyễn nó trúng hoài luôn nè. Đờ tờ Nguyễn ơi, thằng đờ tờ Nguyễn mà để hình Di Mạnh nè, à, tao nha, á Di Mạnh luôn rồi mẹ anh bóc Trần Nhật đặt fan giùm tao nha. Di Mạnh thằng gì đó. Ê sao gì ra, con ba gì ra, ba gì ra, con ba gì ra. Khi bình minh hé sáng phố phường còn ngủ yên, khi giọt sương long lanh dân còn đóng trên lá, thầy bước đến trường em mang một tình yêu thiết tha, cho từng khúc hát trẻ thơ, cho từng khúc hát yêu em. Như dòng sông em đem theo tháng năm, như dòng sông gần đều theo cơn gió, màn tình yêu của thầy đến với chúng em vậy. Lần nào lấy hát bài này hả, tao có thời gian tao học bài mới. Tao nhà đây tao chữ này kìa, tao nhà tao chữ này kìa. Dạ mấy mẹ có thay đổi thì cũng phải cho tao thời gian thay đổi. Ngày like 4 like mà thời gian đâu tao hát bài mới mẹ hè. Trời đó tao hát bài mới thì phải đơn giản, bữa tao mướn ca sĩ tao hát cho mày nghe. Vô đây bán đồ chứ phải là vô coi ca nhạc đâu mà đòi bài mới. Con này, ờ chữ phụ ba con. Chữ. Rồi còn ba gì ra con 36 luôn. 36, 36 luôn. Tím Việt to nè gì nè má. Ok, tím Việt to gì nào gì nha. Rồi bây giờ nhiệm vụ cái nhà bây giờ sẽ chim cho em. Thì em test tấm trắng cho gì coi, mình test trước rồi mình hát sau nha. Tấm trắng một lần. Đây là cái thương hiệu Skin AEC. Một cái thương hiệu đến từ Hàn Quốc nha gì nha, một cái thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Rất là ok luôn, rất là trắng luôn, style là banh rạp gì nha. Da em hiện tại là da trắng nhưng mà không biết là nó có bật tông hay không, để cho mọi người coi là cái tác dụng của nó như gì nha. Nó rất là hay luôn, em đang rung đây, bởi sao da em da trắng như gì nha. Mà bây giờ em test thử cho gì coi, để coi nó có bật tông hay không. Chị em nào mua thì để số điện thoại giùm cho em gì nha, hoặc là anh bóc cho cái thằng bé gì giùm cho em nè. Thằng gì đâu rồi, vô comment giùm 15 em ơi. Tăng Thiên Kim ơi, comment em ghim lại cho chị nha. Rồi Tăng Thiên Kim ơi, vô comment giùm 15 em ơi, nhanh tay lẹ chân đội nên đầu ngứa quá nè em ơi. Rồi nhanh tay lại chứ quý vị nha. Và sản phẩm ngày hôm nay là sản phẩm chuyên dùng tắm trắng cũng như body luôn. Cái sản phẩm tắm trắng này là tắm trắng một lần quý vị nha. Và thương hiệu 100% đến từ Hàn Quốc. Chứ mọi người hãy yên tâm dùm cho em quý vị nha. Dạ bên đây là có giấy công bố sản phẩm và giấy công chứng nhận luôn nha cả nhà ơi. Đây tất cả là tiếng Hàn Quốc nha quý vị nha. Là tiếng Hàn Quốc cũng như là tắm trắng một bước luôn nè. Oskin nè quý vị nha. Đây là cái nói thành phần là được nhập khẩu từ Hàn Quốc, nhưng mà được sản xuất tại Việt Nam quý vị nha. Ê, quăng em cái bơm hả? Ok. Rồi nhanh tay lại chứ quý vị nha. Hồi xưa đen thui giờ trắng bóc không biết lâm xài gì vậy. Rồi chia sẻ hồi xưa em đen. Ê có mấy cái hình ngày xưa của anh đi cho anh coi đi Quỳnh ơi. Ngày xưa đen lắm quý vị, đen mà tính. Đen mà xấu nhau gì nha. Ờ bớt đói đi mát bán đồ chứ bớt đói. Mày thấy mồ hôi anh tráng tao không? Trời ơi nói chuyện mệt lắm quý vị, em nói gì livestream nó mệt lắm quý vị ơi, chứ đâu phải đơn giản đâu gì. Nói lòi cái họng ra luôn. Ok chơi đi, đằng số điện thoại luôn. À, có lột da không? Không bán lột da nha chị nha, không bán lột da. Thôi thì ghê. Mày định nói tiếng hả Quỳnh? Để bớt đi Quỳnh ơi. Tắm trắng một lần nha. Tắm trắng một lần dùm cho em, mình để chừng 5-10 phút. Ai có thời gian thì để 20-30 phút. Còn trên livestream của em đây, quý vị coi cái chai nó rất là đẹp như vậy nha. Và tinh chất bùn than tre. Đó, bùn kết hợp với than tre. Bao nhiêu vậy? Bên em bán hiện tại với giá là 490.000 cái chai bự chà bá như thế này. Ê. Năm trước. Năm trước hả? Ừ. 2 năm trước. Lúc này là cũng chưa xài gì luôn nè. Chưa. Là cái lúc này em đen không vậy, mặt em đen thui tù lùi là em đi phim Trần Trung Gán không vậy mà em đen mà em xấu. Ơi là xấu luôn. Đó. Nói chung là em rất là xấu, nhưng mà ngày từ ngày sử dụng cái sản phẩm mỹ phẩm được nhiều thì cái da mặt em bắt đầu đẹp lên. Dáng em bắt đầu đẹp lên, thon gọn hơn, đẹp hơn. Răng đồ trắng hơn như vậy nha. Ê, cảm ơn quý vị. Sao bữa nay bán kem? Ờ đúng rồi quý vị ơi, ngày hôm nay thì sản phẩm chất lượng hơn. Thì mấy bữa nhiều khi Lâm bán sản phẩm bình dân, dành cho những cái đối tượng mà mấy anh chị em công nhân, cũng như là những cái anh chị mà ta nói bình dân xíu, thì mình xài cái sản phẩm đó. Còn ngày hôm nay thì sản phẩm cao cấp hơn, chất lượng hơn,
trắng hơn, mịn màng hơn luôn. Cảm ơn chị. Vẫn xấu như thường ạ. Nguyễn Di Tân ơi, nếu mà em có thời gian đó thì hai đứa anh em mình gặp nhau và so cửa về nhan sắc em nha, nha cưng nha. Uống được không ạ? Ê mày có ai mà mày thấy uống tắm trắng không? Mày thấy ai mà uống tắm trắng không? Mày bớt xàm giùm đi. Thôi mệt quá. Vậy thôi hả? Vậy thôi. Rồi mình xức lên giùm cho em. Thì cái chai trong đây nó màu đen quý vị nha. Em đang sử dụng chai này. Đó, màu đen. Và tinh chất là than tre cũng như là bùn núi lửa như gì nha. Than tre và bùn núi lửa. Mình xức lên giùm cho em. Mình xức lên tay giùm cho em. Mình xoa đều để chừng 15-20 phút. 15-20 phút riêng em không có thời gian thì em sẽ, đây, hai tay hiện tại đang bằng nhau quý vị nha. Hai tay bằng nhau. Và bây giờ test thử cho gì coi cái tác dụng của nó như gì nha. Đây là tắm trắng một bước nha cả nhà ơi, và cực kỳ hiệu quả, cực kỳ trắng luôn cả nhà ơi. Tắm trắng một bước thôi, nghĩa là chúng ta sử dụng một bước thôi là sẽ có một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Để chừng 15 phút, chừng 15 thì những cái tinh chất than tre trong đây thẩm thấu sâu vào làn da chúng ta và làm da ta bật tông và trắng sáng cực kỳ luôn. Và một điều đặc biệt là quý vị yên tâm, ở bên đây có giấy công nhận, giấy nè, nè đó, giấy Bộ Y tế rồi nè. Đây quay qua kì mạnh coi. Đây giấy của Sở Y tế nhau gì nha, nếu mà phát hiện trong đây có chì nè, chất mà làm hại da nè, là bên công ty bên em sẽ điền quý vị 100 triệu liền nha mọi người nha, 100 triệu liền, 100 triệu Sở Y tế đâu, giám đốc đâu. Muốn làm đại lý, cái con gì đó mày vô comment đi mày ơi, tao mệt quá nè. Anh ơi mua hàng rồi, giờ mua nữa có được tặng gì không hả? Không em ơi, hôm nay mới có khuyến mãi thôi, còn bình thường em mua là không có em nha, bình thường em mua là không có. Ok, một chai chị em nào mua để số điện thoại giùm cho em, một chai như gì nha, ủng hộ giùm cho em. Phía rồi mọi người đang khỏe re, mọi người đang nghỉ ngơi thì em làm việc như một con chó dòi, em nói thiệt. Ê, em muốn đăng ký làm đại lý hả? Đúng rồi, chị em nào cần đại lý thì liên hệ giùm cho em cái gì nha. Mua thì anh bóc cho ai, em cái con nhỏ bán bây giờ nó không có trách nhiệm, nó không vô luôn nè mày má. Hồng Thanh ơi, em sao vậy cưng, em buồn hay sao mà em vô coi livestream của Lâm vậy cưng ơi? Còn chị Ngô Kim Chi, chồng chị dạo gần đây có đụng chị không chị? Chồng chị dạo gần đây có đụng chạm gì chị không? Ê, giống quỷ Hải Triều đang coi vậy. Hải Triều. Nhanh tay lại chân giá nhiêu vậy? Và một chai bên em bán hiện tại với giá là 490.000. 490.000 đồng giá ngày hôm nay, tất cả sản phẩm đều như vậy hết. Bởi sao? Sản phẩm được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc. Chính vì vậy nó có giá hơi ok, thiên nhiên một chai để số điện thoại tư vấn giúp em. Chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em, hoặc là xin phong để số điện thoại giùm cho em. Thì em sẽ alo cũng như là tư vấn cho mọi người. Nhanh tay lẹ chân xe lại chim cho em Tăng Thiên Kim. Ok, Tăng Thiên Kim luôn. Sản phẩm là sản phẩm chất lượng của gì nha, một chai cực kỳ đẹp như thế này đây, một chai cực kỳ đẹp này, em đụng vô nó hơi đen, nó hơi xíu như gì nha. Thì bên em bán rất nhiều loại luôn, để chừng 15 phút sau và chúng ta tẩy ra, lấy cái thau nước dùm nhanh vô. Dạ cả nhà ơi, đây là tắm trắng một bước nha mấy chị nha, còn có loại sữa tắm trắng trong vòng 5 đến 10 phút nữa nha cả nhà ơi. Rồi, có cái sữa tắm trắng là mình tắm hàng ngày như gì nha, mình tắm hàng ngày dùm cho em. Là em nói gì là banh rạp ngày hôm nay, Quỳnh tỉa dùm nhanh đi Quỳnh. Em quay lại đi, em cầm điện thoại ra luôn. Rồi chưa? Đẹp không? Đây hai tay hiện tại nó đen như nhau đây. Mình tẩy nó giùm cho em. Dạ 490k, ok chị Như Ý Nguyễn một chai luôn nè. Rồi chị em nào mua để số điện thoại chị Lâm mình lấy cái gì mình kỳ nhau dạ. Nha. Bây giờ là cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại. Rồi nè. Trời ơi. Một... quý vị ơi, đây một trời một vật, một màu đen đen, trắng thêm vàng vàng, mình kỳ để giùm cho Lâm những gì nha, mình kỳ để giùm cho Lâm, bởi những cái này nó hơi đen đen nó bám vô cái móng tay chúng ta những gì trời nha. Trời ơi, cực kỳ trắng luôn. Cực kỳ trắng luôn chị, thấy rõ không? Thấy rõ. Đây là tắm trắng một bước và không hề ăn nắng nha chị Nguyễn Tình ơi. Bà chị Mai Trang ơi, 490k một chai cho chị nha. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc nha cả nhà. Dạ, sản phẩm của Hàn Quốc như vậy nha, chính vậy nó có giá hơi cao một xíu, hơn hàng Việt Nam của chúng ta như vậy nha. Mọi người mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em, nhanh tay lẹ chân, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả đây. Quý vị coi, bàn tay em xòe ra như hoa vàng năm cánh, cánh hoa vàng ống anh, bàn tay trắng nõn là như một con gà móng đỏ luôn. Đúng rồi chị Phương Nguyên ơi, trắng bật tông lì nó thì luôn, đây là sản phẩm Hàn Quốc nha cả nhà ơi. Đây là có giấy công nhận và công bố sản phẩm luôn. Ê anh Kỳ hơi mạnh, nó hơi đỏ nè. Quý vị ơi, cười nhẹ kỳ nhẹ nhẹ giùm cho em những gì nha, kỳ nhẹ nhẹ thôi. Chị Thiên Như ơi, để lại số điện thoại giùm em. Dạ 490.000 những gì nha, sản phẩm skin đây. Trời ơi con nó trắng quá nè mẹ má ơi.
chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em, cái sản phẩm này em like một lần rồi nha quý vị nha. Đây quý vị coi hai bàn tay nó khác biệt rõ ràng quý vị, nhưng mà dạ, cái này em kỳ hơi đỏ ơi, đây quá trời luôn. Ok, cả nhà muốn tư vấn đây là số điện thoại giùm em. Ok chị Trinh Huỳnh, ok chị Trúc Lê Phương, hoặc okay, là ai muốn làm chi nhánh nha. Ai muốn làm chi nhánh thì liên hệ Tăng Thiên Kim thì 15 trời. Dạ ok chị Thắm Mai, cả nhà ơi đây là cái sản phẩm Hàn Quốc. Ok chị Nguyễn Kim Dung, một combo luôn cả nhà ơi, mình mua 3 chai sẽ được tặng một chai cho cả nhà ơi. Ôi quá trời luôn cả mua nhà. Mua 3 chai sẽ được tặng 1 chai, nhanh tay lẹ chân mua giùm cho em 3 chai để dành quý vị ơi. À, nhanh cơ hội ngày hôm nay có 3 chai cả nhà nha. Ơi, cái chai nó lớn như thế này thì mình sử dụng chắc cũng phải được 2 tháng nha mấy chị nha, nếu như ngày nào cũng sử dụng nha cả nhà ơi. Là cái chai nó bự chà bá lửa như thế này là sản phẩm mà là hơi đen này, hơi đen anh kỳ ra xíu. Cực kỳ trắng luôn. Dạ đây là tấm trắng than tre nha mấy chị nha. Ok chị Kim Ngọc đây, Lê tấm nha. Trắng than tre bằng bùn núi lửa gì nha. Skin Asia là đây, body skin là cái dòng chữ Hàn Quốc như vậy nha. Trắng một lần sau khi sử dụng, chị em nào mua thì bây giờ để sử dụng giùm cho em như vậy nha. Và cái hộp nó cực kỳ đẹp như thế này là cái dạ, này cái dòng thương hiệu ơi, lớn như vậy nha. Chị, đây chị Huyền ơi, 490k một chai cho chị nha. Rồi chị em nào mua thì nhanh tay lẹ chân để số điện thoại giùm cho em. Bao trắng mà bao xài cho chị luôn, bao trắng bao xài. Nếu như mà nó trắng xong rồi chị em mình tắm thêm cái bước là một lần giùm cho em, thì cái chai này tắm hàng ngày như vậy nha. Cái tinh chất bay tắm hàng ngày, đây là cái chai kích trắng. Đây có nghĩa là sau khi chúng ta tắm trắng này xong rồi thì da chúng ta sẽ trắng lên. Thì đó, cắt này quan bên, cắt này vô tủ nhá. Dạ, cả nhà mình cứ đặt hàng đi cả nhà ơi. Chút xíu nữa là chị bên đây sẽ điện thoại chị Tăng Thiên Kim điện thoại tư vấn cho mình nha. Đúng rồi, chị em là mua để số điện thoại giùm chị em gì nha, và mình xịt cái này lên và tắm trắng một lần. Cái này là tắm trắng hàng ngày gì nha, thay thế sữa tắm cũng là kích trắng luôn. Là cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả cho chị, và chai này hiện tại bán là 490.000 luôn. Đồng chị em nào mua bây đồng giá là banh dạp ngày hôm nay đây. Cái này dạng như sữa tắm kích trắng như vậy nha, sữa tắm kích trắng. Dạ cả nhà, những chị nào mà muốn mà cái làn da của mình là thêm mịn nữa nha mấy chị nha, mà sáng nhiều hơn nữa, thì cả nhà kết hợp chung với lại sữa tắm trắng hàng ngày giúp em nha. Là cái sữa này quý vị thấy không, những cái tinh chất trong đây như vậy nha. Đây tinh chất trong đây, những cái hộp hộp như thế này đây. Những cái hộp hộp trong thế này nó sẽ massage làn da chúng ta, làm cái da chúng ta bật tông cực kỳ như vậy nha. Đây là chiết xuất từ kiwi, trái kiwi là cái hộp, là cái hộp kiwi đã à, chị Ngọc Nhung ơi, không hề bị hồi da nha chị nha. Trời ơi chị ơi, cao cấp nha chị ơi, có nghĩa là chị xài cái này xong mình hàng ngày chị xài giùm cho em là nó không hồi da nha chị nha. Nếu như mọi người xài tắm trắng xong rồi mà mọi người không sử dụng cái này hàng ngày thì chắc chắn sẽ bị hồi da lại, nhưng chúng ta sử dụng cái này hàng ngày thì mọi người ơi, nó sẽ không bao giờ hồi da lại các bạn. Bây giờ chị em nào mua thì nhanh to lẹ chân đẩy sống thậu giùm cho bên em, thì bên em sẽ alo cũng như tư vấn như vậy chị. À, test này luôn. Đây là sữa tắm trắng 2 ngày nha mấy chị nha, cũng giá với giá là 490k luôn. Là bên đây là có 2 sản phẩm. Ok chị Mai Phương, để lại số điện thoại giùm em. Những chị nào mà để lại số điện thoại giùm em hồi nãy rồi, là chút xíu nữa chị Tăng Thiên Kim sẽ điện thoại tư vấn cho mình nha cả nhà. Là cái sản phẩm này là tắm trắng hàng ngày, tắm và kích trắng hàng ngày như vậy nha. Okay. Cái bàn tay chúng ta sẽ trắng hơn và đẹp hơn, là mịn màng hơn. Và chị em ơi, những cái hộp trong đây chúng ta nhớ massage thật là kỹ nha. Bởi vì những cái hộp trong đây sẽ tinh chất sẽ làm thẩm thấu sâu vào làn da chúng ta, làm da chúng ta cực kỳ mịn màng và cực kỳ sáng mịn luôn. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em đi, đâu mà vội mà vàng mà dấp phải đá mà té thấy bà nội luôn. Dạ cực kỳ thơm, đây là sữa tắm trắng hàng ngày nha cả nhà. Ơi, sữa tắm trắng hàng ngày với chiết xuất từ trái kiwi nha quý vị nha. Kiwi thì những cái hộp kiwi đây sẽ massage làn da chúng ta, làm da chúng ta bạc tông cực kỳ và cực kỳ trắng sáng luôn. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em, nhanh tay lẹ chân. Dạ cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em, chị Tăng Thiên Kim ơi, chị comment em ghi lại lần nữa nha chị nha. Ok chị Thảo An Thành để lại số điện thoại giùm em, chị lấy một bộ luôn nè. Bây giờ là cả nhà mình mua ba loại sẽ được tặng một chai nha mấy chị nha. Rồi, ok chị lấy kiểu này luôn. Dạ tắm trắng không hề bị đen lại nha, da bảo lơi ơi. Bây giờ là để lại số điện thoại giùm em để đặt hàng nha cả nhà ơi. Đây là sản phẩm cao cấp, sản phẩm của Hàn Quốc nha cả nhà ơi. Đây chấm tăng chấm thấy rõ không, thấy rõ rõ rõ. Ôi hai tay một trời một vực nha mấy chị nha. Có nghĩa là hai tay thế này một trời một vực như vậy nha. Và bây giờ Lâm sẽ tắm thử cái tay này cho quý vị coi. Chị em nào mà bị đen cỡ nào là cũng sử dụng được như vậy nha. Lâm rồi là thuộc dạng da trắng. Nhưng mà quý vị biết không, mà khi mà Lâm lai tắm trắng Lâm sợ lắm, không biết là da Lâm có bật tông hay không. Bởi vì rất là sợ luôn mà quý vị coi. Da đã trắng rồi nhưng mà khi mà Lâm làm như thế này nó cũng bật tông lên. Chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm chị em, nhanh tay lẹ chân để số điện thoại giùm anh em. Thì Lâm Salo cũng như là tư vấn cực kỳ nhiệt tình cho quý vị. Nếu như chị em nào muốn làm chi nhánh làm đại lý thì liên hệ Tăng Thiên Kim giùm cho Lâm. Thì bên Tăng Thiên Kim Alo cũng như là tư vấn cực kỳ nhiệt tình chỗ vị luôn. Nhanh tay lẹ chân. Ủa quay mặt không vậy? Ủa tao cũng nãy giờ cũng quay mặt nữa hay gì? Mới mà. Dạ cả nhà ơi, dạ rất là hiệu quả luôn. Ok cả nhà mình đặt hàng cứ đưa lại số điện thoại giùm em. Chị Loan Huỳnh ơi, là với giá là 490k một chai nha chị nha. Là bình thường chúng ta đã xài cái chai này thôi nó cũng trắng rồi nha quý vị nha. Nhưng mà ai mà đen quá thì sử dụng kết hợp cái bộ đi giùm cho Lâm luôn. Cái bộ là gồm than tre cũng như là bùn núi lửa quý vị nha. Với những cái tiết chiết xuất trong đây sẽ làm trắng da, mịn màng da nha quý vị nha. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em, mà bây giờ em sẽ tắm khúc này cho quý vị coi nha. Đây, cái da em bây giờ nó bị đen nó bị đen rất là đen luôn. Và chúng ta xài tắm trắng
lên là chắc chắn sẽ trắng như thế này. Chị em nào mua thì để số điện thoại giùm cho em, thấy rõ không? Rõ. Rõ không? Dạ cả nhà ơi, ok chị Khánh vô một bộ để lại số điện thoại giùm em. Chị Liên Ngọc ơi, để lại số điện thoại giùm em. Huỳnh Thiền Thảo ơi, để lại số điện thoại giùm em luôn nha. Rồi, bây giờ là cả nhà mua để số điện thoại giùm cho em. Sản phẩm cao cấp như vậy nha. Quý vị nhìn cái chai nó thôi là biết sản phẩm cao cấp rồi. Đây cái thương hiệu rất là nổi tiếng Skin AEC như vậy nha. Rất là ok, thì chút nữa em sẽ like cái sản phẩm gọi là body ban đêm và body ban ngày. Chúng ta kết hợp nguyên một bộ sản phẩm như thế này được một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Và bên đây có tem chống hàng giả đồ đầy đủ trơn trọi, chứ gì mọi người yên tâm giùm cho em như vậy nha. Chị Phương Vy ơi, cho trắng sau một lần sử dụng nha cả nhà ơi. Bây giờ là cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Chị Tăng Thiên Kim ơi, comment lại em ghi lại lần nữa nha chị nha. Rồi Tăng Thiên Kim, bà Tăng Thiên Kim, bà Tăng Thiên Kim nè, rồi quay mặt giùm cho anh luôn nè. Rồi bây giờ chị em nào mua thì để số điện thoại giùm cho em là cái chai này tắm một lần. Nếu như Nhi im lặng giùm cho ba con, nín cái miệng con lại, hiểu không? Hiểu không? Con không được nhiều chuyện, bởi vì ba rất là ghét ai mà nhiều chuyện, con hiểu không? Ghét ai mà cái miệng mà tôi lúc nào cũng chép liên tục như vậy là ba rất là ghét, con hiểu không? Không được nói chuyện nhiều. Mình là người đàng hoàng là không bao giờ nói chuyện nhiều, con hiểu không? Nói chuyện nhiều thì chúng sẽ chửi mình, chúng sẽ nói mình nhiều chuyện đồ này nọ, nói mà cái miệng không ngớt là người ta sẽ chửi mình, con hiểu không? Không được nhiều chuyện, con hiểu không? Không được nói nhiều, con hiểu không? Con thấy ba không? Có khi nào ba nói chuyện gì đâu, có khi nào ba nói nhiều đâu, con thấy không? Ai cũng biết tính ba, có khi nào mà ba nói chuyện nhiều đâu, có chuyện ba mới nói chứ bình thường ba có nói chuyện với ai đâu, đúng không con? Nha, im lặng, nín, câm họng lại. Mệt quá, chữ con mệt quá. Bây giờ chị em nào mua gì? Bây giờ là cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em. Ok chị Thánh Vân nha. Bây giờ để lại số điện thoại giùm em đi đặt hàng nha. Ok chị Tính Ba Bá nha. Cả nhà mình muốn tư vấn về cái sản phẩm này thì để lại số điện thoại giùm em. Đồng giá như nhau đều với giá là 490k nha cả nhà ơi. Mua 3 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm nha mấy chị nha. Rõ không? Rõ. Rồi rõ, cái tay kì đen ghê. Dạ tắm là cực kỳ không vàng lông cũng không chăm chích vàng lông, nha. Không vàng lông, không ngứa, không chăm chích như vậy nha. Là cái chai bình thường màu đen như thế này. Là ai mà đen quá sử dụng cái chai này dùng cho Lâm là tắm một lần. Và sau khi mà da chúng ta mởn lên thì chúng ta sử dụng cái bộ này dùng cho Lâm. Nếu như ai mà không có điều kiện thì mình sử dụng một cái cũng được luôn. Còn nếu như ai mà muốn da mình trắng hơn, mịn màng hơn, chúng ta xài một combo dùng cho Lâm như vậy nha. Đó, cái này tùy người thôi, dù người thích xài cái này một lần cũng trắng rồi. Và ta nói ai muốn tắm mà kết hợp cái sản phẩm này là tắm hàng ngày, còn sao mà tắm một lần cho nó là trắng rồi. Và sau khi nó trắng rồi chúng ta lấy một cái đó lau khô. Dạ bây giờ là cả nhà mình ai muốn tư vấn về cái sản phẩm này để lại số điện thoại giùm em luôn nha cả nhà ơi. Chị Tăng Thiên Kim ơi, chị còn coi đó không, chị comment giùm em để ghim lại cho chị nha. Cả nhà mình sẽ mua. Ê, ai mà muốn là lấy sỉ hay làm chi nhánh gì là inbox cho chị Tăng Thiên Kim giúp em nha. Rồi quý vị ơi, hai cái chai là một chai ban ngày và một chai ban đêm, quay mặt anh nha. Hai chai này, một chai ban ngày một chai ban đêm, với thiết kế cực kỳ đẹp cho mọi người luôn. Và một điều đặc biệt là khi ta sức lên nó không bết dính nè, nó không lộ vân kem nè, nó không có gì hết trơn hết trọi mà xài rất là ok như chị nha. Và bây giờ Lâm sẽ xài thử gì cái chai ban ngày. Nếu như chị em nào mà tắm trắng xong thì ban ngày chúng ta đi làm việc đồ này nọ, ta sức lên một lớp dùm cho Lâm và thoa đều lên làn da chúng ta, lập tức làn da ta trắng sáng cực kỳ như chị nha. Nhanh tay lẹ chân dùm cho Lâm. Ê sao cái đó nó chối mắt anh quá vậy, có cách nào có tắt đâu? Cái nào? Cái đèn lát á. Đâu? Rồi sau lưng á. Má. Ủa sao biết? Rồi bây giờ là cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em luôn nha cả nhà ơi. Rồi nhanh thôi, khỏi rồi. Thôi mà mở quầy lại giùm anh, nó chói mắt nó. Những chị nào muốn quan tâm cái sản phẩm tắm trắng này để lại số điện thoại giùm em để được tư vấn nha cả nhà ơi. Là lấy cho này dạ chị, với giá là 490k một chai thôi, điều đồng rồi một bộ luôn. Bây giờ mọi người mua thì liên hệ cho con bé gì giùm cho Lâm như gì nha. Mua liên bé con bé gì sao không ghim lại vậy? À chị Tăng Thiên Kim ơi, chị comment giúp em ghim lại nha chị nha. Rồi Tăng Thiên Kim ơi comment giùm anh Lâm đi, Lâm ghim lại em ơi. Rồi bây giờ chị em nào mua sản phẩm Skin AEC thì nhanh tay để số điện thoại giùm cho Lâm cái gì nha, em bị chói mắt quá. Dạ ok chị Trần Thanh một chai luôn cả nhà ơi, có tắm trắng một bước. Và những chị nào mà da trắng mà sẵn rồi cả nhà mình sử dụng giúp em là tắm trắng hàng ngày nha mấy chị nha. Là sữa tắm trắng kích trắng hàng ngày cho mình luôn, chỉ sau 5 đến 10 phút thôi, chỉ với giá là 490k nha cả nhà ơi. Là 490k những gì nha, và sản phẩm cực kỳ trắng. Và khi mà ta xoa lên làn da chúng ta thì những tinh chất trong đây sẽ làm trắng da cực kỳ, mịn màng da cực kỳ luôn. Và tất cả sản phẩm ngày hôm nay đồng giá là 490k. Nếu mà chị em nào mua thì nhanh tay lẹ chân để số điện thoại giùm cho em, để có một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ ok đó gì ơi. Ê Quỳnh ơi, giờ anh nó có khác không? Quỳnh anh bị chói mắt quá. Có. Bị gì đấy ta?
Dạ, đồng giá như nha, đều 490k, sản phẩm cực kỳ trắng nha, 100%. Cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn, nhanh tay lẹ chân chị em nào mua thì để số thoại giùm chị em nha, gì nha, con gái cứ ba cưng quá hả Khoa Nguyễn, dạ em cảm ơn Khoa Nguyễn. Ồ, Đinh Hữu Tài ơi, chào Đinh Hữu Tài, bây giờ chị em nào mua thì comment liên tục giùm chị em gì nha, sản phẩm cực kỳ tốt và cực kỳ chất lượng luôn, 490k một chai, một chai tắm trắng một lần, một chai đẹp cực kỳ ok, Lâm đẹp trai. Da đen có trắng nổi không? Da đen cỡ nào mà già xài cũng ok như vậy nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ, ok, cả nhà mình đang hàng để lại số điện thoại giùm em đi cả nhà ơi. Ok. Ok, anh Tăng Cường ơi, để lại số điện thoại giùm em, chị Mỹ Phương Nguyễn ơi, để lại số điện thoại giùm em luôn cả nhà ơi. Là hai bàn tay của thằng Đạt trợ lý của em như vậy nha, là da nó bị đen nhiều quá thì bây giờ em sẽ xức một tay cho chị coi. Khi nhiều khi mà tay em xức nhiều quá thì nó sẽ đó. Ok cả nhà mình, chị Trương Tấn Trung mua sĩ rồi, bây giờ rồi, cả nhà mình lên đây để 15 phút cả nhà mình muốn lấy sĩ thì để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ chị em nào mua sĩ thì nhanh tay lẹ chân để số điện thoại giùm chị em, dạ em cảm ơn mọi người rất nhiều. Lâm dễ thương hả? Ok, Thâm Phạm một chai luôn, một combo luôn, chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm chị em như gì nha, nhanh tay lẹ chân cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Anh nói có thật không? Dạ, nếu mà xài mà không hiệu quả là bên em hoàn trả tiền chỗ gì luôn. Cái là tắm trắng một lần cũng như là tắm trắng hàng ngày, chai màu đen như thế này là tắm trắng một lần, còn chai màu hồng là tắm trắng hàng ngày như gì nha, tắm và kích trắng hàng ngày. Dạ, có nghĩa là sau ngày nào chúng ta có sử dụng thì cái tinh trắng đây sẽ thẩm thấu vào làn da chúng ta. Còn điều đặc biệt là chai này ban đêm và chai này ban ngày như gì nha, mình kết hợp nguyên một bộ skin AEC này sẽ làm làn da chúng ta cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Dạ. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em. Dạ, những chị nào mà muốn lấy sĩ hoặc làm nhà phân phối thì để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Chút xíu nữa rồi cả nhà mình inbox cho chị Tăng Thiên Kim giúp em đã tăng cho trên cái like này nha cả nhà. Đây quý vị coi làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng như gì nha, rất là trắng và xài rất là ok luôn. Thì bây giờ em sẽ tắm một tay cho quý vị coi. Chị Thu Bình ơi, dưỡng trắng da body là với giá là 490k nha chị nha. Tắm trắng body, dưỡng kem, sữa dưỡng thể body ban đêm và ban ngày là có hết nha cả nhà ơi. Dạ, tất cả mọi thứ đều có hết cho chị nha. Một bộ bao nhiêu Lâm ơi, một bộ nhiêu tiền nha? Dạ bây giờ là cả nhà mình đặt hàng cứ để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Rồi em đem tính tiền một bộ để em báo giá cho mọi người luôn, mọc luôn cho ông bú tắm được cho chị nha. Một combo hết bao nhiêu tiền? Từ từ. Cả nhà mình mua 3 sản phẩm sẽ được tặng một sản phẩm nha cả nhà ơi. Có nghĩa là bây giờ mọi người mua 3 sản phẩm như thế này thì bên em sẽ tặng cái gì? Một sản phẩm như thế này, ok, kim một bộ màu đen luôn. Một trọn bộ 4 chai, trọn bộ 4 chai là nhiêu tiền nha? Trọn bộ 4 chai là 1.960k nha cả nhà ơi. Không, mà như bớt rồi, em vô tin nhắn em coi đi. Bây giờ thì mình mua 3 được tặng 1 á. Gì? Mát. Dạ còn một bộ là với 4 sản phẩm là 1.350k nha cả nhà ơi. Bây giờ là cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em, những ai mà muốn lấy sĩ hay làm chi nhánh gì đó inbox cho chị Tăng Thiên Kim giúp em đã tăng tên trên cái like này nha cả nhà. Đây quý vị coi nè, có nghĩa là khi mà khách người ta xài rồi người ta mua lại nè quý vị, người ta mua lại bên em nè quý vị, đây con bé Liên Út nè, mình muốn mua thêm chai này nha quý vị nha. Nói chung là người ta xài rồi xong ta cảm thấy tốt quý vị, cái ta quay trở lại ta mua rất là nhiều quý vị nha. Và sản phẩm này cực kỳ trắng và cực kỳ ok luôn, đây là dòng sản phẩm cao cấp chứ gì, dòng tắm trắng. Chính vì mà chị em nào mua thì để số điện thoại giùm cho em quý vị nha. Sản phẩm bình dân bên em trắng cũng có luôn, và đây là dòng tắm trắng cao cấp sẽ an toàn và nó ok hơn nha mọi người ơi. Nhanh tay lẹ chân để số điện thoại giùm cho bên em. Dạ bây giờ là cả nhà mình quan tâm về cái sản phẩm cao cấp này để lại số điện thoại giùm em, đều đồng giá như nhau, kem body và sữa tắm trắng là đều đồng giá 490k một chai. Cả nhà mình mua 3 sản phẩm sẽ được tặng một sản phẩm nha mấy chị nha. Thì bây giờ em sẽ tắm cái phần này cho gì coi nha, sản phẩm cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả, chị em nào đen cỡ nào cũng sử dụng được luôn. Nhanh tay lẹ chân, bán hàng cho ai vậy? Ok, Anna Nguyễn nhỏ ở đâu sống vô comment vậy? Không biết nữa. Con Tăng Thiên Kim thì mày comment, con Tăng Thiên Kim ơi. Bây giờ là cả nhà mình đã lại số điện thoại giùm em nha cả nhà. Ok, Xuân Quỳnh 4 chai như vậy, vô comment phụ rồi nè. 1.350k là mua được bốn chai nha mấy chị nha, là đã được giá là khuyến mãi mua 3 tặng 1. Một bộ gồm những gì? Một bộ bên em gồm 4 chai như thế này quý vị nha, gồm 4 chai như thế này, một chai trắng một lần và một chai tắm trắng hàng ngày, một chai ban đêm và một chai ban ngày. Nhanh tay ok kim để số điện thoại luôn. Tăng Thiên Kim ơi, em làm việc nhanh tay lẹ chân giùm anh em ơi. Tăng Thiên Kim rồi, Tăng Thiên Kim kìa. Bây giờ là cả nhà mình quan tâm về cái sản phẩm này là inbox cho chị Tăng Thiên Kim giúp em nha cả nhà ơi. Rồi nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Một bộ là bao nhiêu Tăng Thiên Kim ơi, nhắc giùm anh cái rồi. Cả nhà mình mua 3 sản phẩm sẽ được tặng một sản phẩm nha cả nhà ơi. Rồi nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Ủa nãy sao thoát ra vậy? Rồi nhanh tay lẹ chân bây giờ mọi người mua thì liên hệ Tăng Thiên Kim giùm cho Lâm nhớ gì nha. Nhanh tay lẹ chân và sản phẩm cực kỳ tốt và cực kỳ chất lượng luôn, mình xài mình xức lên làn da chúng ta và da ta cực kỳ trắng và cực kỳ ok luôn. Nhật Minh số điện thoại, chị em nào mua thì để số điện thoại giùm cho em, bên em sẽ alo cũng như là tư vấn cực kỳ nhiệt tình như vậy. Nhanh tay lẹ chân nha mấy Bảo Nhi, sau này con phải là một người livestream thật là giỏi, con hiểu không? Hiểu hả? Sao mỗi lần ỉ hoài vậy? Đi đâu kia liền, đi liền, mỗi lần qua đây là hả? Bây giờ em đang đào tạo con em trở thành một livestream chuyên nghiệp quý vị, trời đất ơi.
Trọn bộ là 1.470.000, tặng một chai sữa tắm tẩy tế bào chết, nghĩa là một bộ là 1.400.000, một bộ là 1.470.000 được tặng chai sữa tắm tế bào chết. Như vậy nha, phẩm năng số điện thoại luôn, tắm trắng có phay không anh, là chuyên về dòng mặt thì bên em hiện tại là chưa có dòng mặt. Như vậy nha, hoặc là một người inbox cho Tăng Thiên Kim hỏi có không em biết, bởi vì ngày hôm nay chỉ like những sản phẩm tắm trắng body thôi. Chị em nào cần body thì nhanh tay lẹ chân comment giùm cho em, và cực kỳ trắng và cực kỳ ok luôn, nhanh tay lẹ chân giùm cho anh, để hơi lâu lâu một xíu. Bây giờ là cả nhà mình quan tâm về cái sản phẩm này, để lại số điện thoại giùm em với giá là 490k một chai tắm trắng một bước và sữa tắm trắng, cái tắm kích trắng hàng ngày luôn nha cả nhà. Là quý vị ơi, quý vị để ý giùm cho em, hồi nãy cái tay này sẽ trắng hơn tay này quý vị nha, bây giờ em tắm hai tay cho quý vị coi được cái sự khác biệt của nó. Thì bây giờ mình lên cao cao ngực, em sẽ cởi đồ này nọ, em sẽ cho mọi người thấy cái body của em vẽ đó. Giá nhập sĩ sao bạn ok Phạm Hồng Hạnh để số điện thoại luôn. Tăng Thiên Kim ba bộ sản phẩm ủ kích trắng dưỡng ngày dưỡng ban đêm là 1.470.000, tặng một tắm trắng tẩy chế bào chết trị giá là 490.000 nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, nhanh tay lẹ chân ủng hộ giùm cho Lâm. À dạ, một bộ trọn bộ luôn là 1.470k nha cả nhà ơi, sẽ được tặng một chai tắm trắng tẩy tế bào chết 490k nha mấy chị nha. Em đảm bảo gì là xài banh đạp cho gì luôn, xài banh đạp chị em mình luôn, chị em nào mà đen cỡ nào cũng sử dụng được hết, đen thủi đen thui. Nhanh tay lẹ chân như gì nha, để số điện thoại giùm cho bên em. Rồi. Bây giờ là những chị nào quan tâm về cái sản phẩm này, hoặc là muốn làm chi nhánh lấy là nhà phân phối hay là lấy sĩ inbox cho Tăng Thiên Kim giúp em đã ghim ở dưới nha cả dạ, nhà ơi. Dạ quý vị ơi, sản phẩm này tuy nó có hơi cao hơn những cái dòng bình thường, nhưng mà mọi người ơi, thì tiền nào của đó, sản phẩm được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc và có giấy chứng nhận đồ đàng hoàng. Chứ gì mọi người hãy nhanh tay lẹ chân đến với sản phẩm Skin ACE dùm cho em như gì nha, AEC như gì nha. Tắm nhanh lên, đang tắm nè mẹ. Bé Nhi đâu rồi, bé Nhi đang kế bên cho em ơi. Yeah. Anh Lâm trai gì mà 160kg hả? À 160 loại khác em ơi, cũng trắng luôn, nhưng mà ngày hôm nay anh like sản phẩm khác. Ok, Super King tư vấn giùm em. Chị em nào mà cần tư vấn thì nhanh tay lẹ chân comment giùm cho em, Superman sẽ tư vấn cho gì, nhanh tay lẹ chân gì nha. Thì bên em có sự tắm ban ngày cũng như tắm ban đêm, nói chung là tật đều có hết, sự tắm một lần cũng có và tắm hàng ngày, kích trắng hàng ngày cũng có. Tư vấn lấy sĩ ok Quỳnh để số điện thoại giùm cho anh Quỳnh Kiên, số điện thoại luôn, cảm ơn em. Bây giờ là cả nhà mình quan tâm về cái sản phẩm này, để lại số điện thoại giùm em. Đây là sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc nha cả nhà ơi, 490k một chai thôi. Dạ có body luôn nha chị nha, body dưỡng ban ngày và body dưỡng ban đêm luôn nha cả nhà. Rồi đặt mày xà xuống đây giùm tao đây. Dạ đồng giá nha nha. Không, mày quay cái điện thoại xuống kìa, một đứa quay điện thoại giùm anh nghe. Dạ đồng giá nha nha là 490k nha. Quay mặt nha, chói mắt nha. Ừ. Đây, đặt lấy ra, đặt mày lấy tay mày ra đi. Đây, hiện tại thì hai cái tay của em nó đang không có điều màu gì ra. Thì bên đây em tắm một lần rồi, nãy giờ em thoa khoảng 15 phút là da sẽ mởn ra nha chị nha, nó mởn ra. Và chúng ta phải nhớ massage giùm cho em, và một chai này là 490.000. Chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em và comment liên tục giùm cho em. Thì bên em Salo cũng như là tư vấn cho chị. Và sản phẩm này không châm chích đây cái gì ha. À, là nó sẽ mởn ra da cái gì. Dạ cả nhà ơi, một bộ là 1.470.000 là có kem body rồi nha chị nha. Giữ mang đi và giữ mang ngày luôn cho cả nhà ơi. Tức là bây giờ mọi người mua một bộ giùm cho em thì bên em tặng quà cho chị và free ship toàn quốc cho mọi người luôn. Nhanh tay lẹ chân comment giùm cho em, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả luôn nha. Dạ bây giờ là những chị quan tâm để lại số điện thoại giùm em. Ok chị Hương Giang để lại số điện thoại giùm em luôn nha chị nha. Là mình tắm mình tẩy giùm cho Lâm những gì nha, mình tẩy và nhớ kỳ lên giùm cho Lâm những cái tinh chất dơ đúng gì thấy không? Là nó sẽ okay, trắng lên. Tiết lên để lấy sỉ luôn. Nè thấy không, nó trắng bằng dạ, nhau liền quý vị, nó bằng nhau liền, nó hay lắm quý vị ơi. Sản phẩm Skin là sản phẩm chuyên về dòng sản phẩm tắm trắng gì nha, sản phẩm tắm trắng cao cấp không gây mệt. Dạ không vàng lông chị ơi, cũng không chăm chích nha mấy chị nha, rất không vàng lông, không chăm chích nha bé Nhi ơi, con không có quậy nha bé Nhi nha. Dạ cực kỳ trắng luôn, đây là tắm trắng một bước nha mấy chị nha. Đây cũng gì ha, cái tay này khi mà em tắm xong nó hồng hào trở lại, và khi chúng ta vừa tắm xong thì nó nổi gân xanh luôn quý vị. Bởi vì nó rất là trắng gì nha, nó nổi cái làn gân, chúng ta làn gân thật là đẹp luôn. Ai mà ăn gân đồ này nọ thì liên hệ em. Dạ cả nhà ơi, một bộ là gồm có tắm trắng nè, sữa tắm nè và kem body cho cả nhà mình luôn. Đặc biệt là mua một bộ sẽ được tặng một chai tắm trắng tẩy tế bào chết trị giá 490k nha cả nhà ơi. Đây. Ok chị Mai Hương Giang để lại số điện thoại giùm em luôn nha. Là quý vị coi là sẽ bật tông cực kỳ, mà em để chỉ 5 phút thôi mà nó bật tông thế này. Nếu như mọi người mà chị em nào mà mua mà đem về thì mọi người nhớ để lâu lâu giùm cho em, để những cái tinh chất nó sẽ thẩm thấu sâu vào làn da chúng ta, làm da chúng ta bật tông cực kỳ như vậy nha, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả luôn. Nhanh tay lẹ chân, còn chần chờ nữa mọi người dạ, ơi. Không ăn nắng đâu chị ơi, bên đây là kem dưỡng body là sử dụng là chống nắng cho mình luôn rồi đây nha cả nhà ơi. Rồi đặt mày xò tay vô. Bây giờ là cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em. Đây trợ lý của em rất là đen luôn á mấy chị ơi. Nó đen như con trâu như vậy nha, thật sự nó đen như một con trâu quý vị. Là quý vị thấy cái bàn tay của nó không, cái bàn tay nó bị sưng ra, không phải nó sưng mà ngày xưa đi làm nhiều quá mấy má, nó bốc giác đồ này nọ, nó cầm cuốc cầm lứ đồ, cái tay nó múp như một cái bánh bông lan bỏ vô nước mà nó nở ra, là y chang cái tay của nó như vậy nha. Và bây giờ nó nãy giờ mấy phút rồi ta, chưa gì lâu khoảng mới 5-10 phút à. Cả nhà ơi, ok chị Phạm Thị Kim Tiền để lại số điện thoại giùm em, hoặc inbox cho chị Tăng Thiên Kim giúp em nha cả nhà ơi. Đây
quý vị coi là nó sẽ mởn ra liền như vậy nha, và nó sẽ mởn cái làn da chúng ta ra liền đây, quý vị coi nè, hai cái bàn tay như vậy nha. Ôi. Là nó bị đen, nó bị đen tức thì. Ôi. Cái thằng nó đen quanh năm, là cái thằng này nó bị đen quanh năm, là để chừng nửa tiếng giùm cho em nha quý vị nha, mọi người phải để nửa tiếng giùm cho em. Còn cái thằng lính của em nó chỉ để 5-10 phút thôi, 5-10 phút thôi. Nó mày lấy tay mày tắm cái tay của mày đi nha, đen thui thì lùi. Ôi ơi, trợ lý em nó đen thui lùi luôn mà, ai nè, rõ ghê không? Rõ không? Là cái thằng nó đen quá như vậy nha. Nè quý vị coi chân cẳng nó nè, mày xà mày đứng đen đây. Đen lắm mấy chị ơi. Rồi nó là kêu là đạt da đen, là thằng đạt da đen là nó. Quý vị coi, chân cẳng nó đen xì lì nè, coi nè. Nhìn ngày xưa là ổng đi làm đồ này nọ đó mọi người ơi, nó đi làm đồ nó đen như một con mồi, em nói thiệt, đen như một con mồi. Vậy bây giờ quý vị coi nè, tắm cái tay lên nó sẽ trắng bật tông cực kỳ những gì nha, phải nói là bật tông cực kỳ. 5 phút thôi nhưng mà cái sản phẩm này mọi người phải để lâu giùm cho em gì nha, để chừng nửa tiếng giùm cho em nó mới bật tông. Quý vị coi cái làn da nó trắng, là đương nhiên nó sẽ không trắng bằng em, bởi sao? Là em dưỡng tối ngày là da em trắng gì nha, mà cái thằng nó gì coi nè, khủng khiếp chưa? Rồi bây giờ chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại dùm cho bên em cái gì nha, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả luôn. Nhanh tay lẹ chân để số điện thoại dùm cho em, nếu không trắng thì đem hoàn trả lại tiền cho chị luôn. Đạt đưa hai bàn tay dùm cho anh lần nữa coi. Mày đưa lên mày nè. Đây là nó đen. Mày đưa làm sao vậy? Mày đưa qua đây luôn, mày qua đây luôn. Mày qua đây cho người ta coi luôn. Là nó sẽ đen thui thùi lùi rồi, dở nó coi. Đó. Là cái tay này nó tắm xong rồi những gì nha, nó rất là trắng luôn rồi, mà dạt qua bên đi mẹ. Đó, nhanh tay lẹ chân cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Và sau khi mà mình sử dụng xong rồi, lấy cho anh cái khăn vịn lau tay xịt kem coi. Thấy thương lắm diện, đạt da đen thấy thương lắm diện. Nó ở dưới quê nó vô nó khổ quá. Trắng banh đạt cho vị luôn. Inbox bây giờ mọi người mua thì liên hệ cho Tăng Thiên Kim dùm cho Lâm cái gì nha, liên hệ cho Tăng Thiên Kim dùm cho Lâm. Nhanh tay lẹ chân xe chim nào đi mọi người ơi. Rồi chị em nào mua đề tắm trắng bao nhiêu? Tắm trắng này là 490.000 một chai. Tất cả ngày hôm nay đồng giá 490.000 cái gì nha, cực kỳ trắng và xài sử dụng một lần đầu tiên là chúng ta đã thấy cái tác dụng của nó rồi. Chọn một bộ nhiêu quên mẹ rồi. Một chai 490.000 cái gì nha, hai chai tắm trắng là 980k bạn ơi hả? Ok em. Một bộ là nhiêu tiền quên này? Một bộ là 1.470.000. 1.470.000 như vậy nha. Rồi mọi người mua thì liên hệ Tăng Thiên Kim dùm cho em gì nha. Sản phẩm cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả, xài cực kỳ ok luôn. Gì? Tắm không? Tắm thử em. Em bị đen. Quỳnh kiếm nhanh ba lỗ, anh tắm người em đi Quỳnh. Lấy ba lỗ. Dạ, đen sản phẩm này cực kỳ hay luôn mấy chị ơi, tắm trắng lắm luôn cả nhà mình nhanh tay. Có mà, hồi trưa chị mới đã chỉnh. Mày là thằng khùng hả? Kệ thằng khùng mà nhiều người thương tao được rồi, mày hiểu không? Mày hiểu không? Không có thằng khùng nào mà livestream mà 6.000 người coi, tao thề với mày, không có thằng khùng nào mà đáng yêu như tao á. Nếu mà tao khùng mà có nhiều người ủng hộ tao này, tao cũng đáng tao khùng tao thiệt. Bây giờ em tắm người cho em chỗ gì coi, em tắm người chỗ gì coi. Chị em nào mua để số điện thoại. Ủa cái áo thấy gớm vậy, cái áo kia đâu? Mấy cái áo mà của Thuận Ghim đâu? Trỏng còn đó. Mày nghĩ sao mày đưa tao cái áo cái đồ dẻ vậy nè? Cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em đi cả nhà ơi, sức dùng mát vậy ha. Bây giờ tắm với người chỗ gì coi, tội nghiệp nghèo khổ nên mới cực khổ đó em, đúng rồi vậy. Và nó ở ngoài quê là ngày xưa em đi diễn ở đâu, Phú Yên hả? Là em đi diễn ở Phú Yên gặp ổng vậy, dân chài lứ vậy, trời đất ơi, ra biển ra ơ đồ làm tao nó như con chó điên luôn em thiệt. Rồi lúc đó mà em chưa có nhà gì, em chưa có nhà nè, không dám rước nó vô. Thì bây giờ em có nhà rồi, em cho nó vô nó làm phụ em. Cả nhà mua để số điện thoại nguyên set gồm những gì? Nguyên set bên em. Dạ là một ủ trắng và hai kem body dưỡng nha mấy chị nha. Một ủ trắng và Quỳnh quay qua đây anh nói chuyện nè, Đạt mày nói chuyện giùm tao đây. Mày nói chuyện đi Đạt. Mày ủng nó ủng hộ đi. Nói đi. Cả nhà mình đặt hàng để số điện thoại nhanh. Chào mọi người. Cả nhà mình mua để số điện thoại. Nếu ai cần đặt hàng thì để số điện thoại. Là số điện thoại inbox cho Tăng Thiên Kim nha. Từ có nó nói đây chưa vậy? Đó đâu phải ai nói chuyện cũng được đâu mấy má, đâu phải ai nói chuyện cũng được đâu. Rồi bây giờ sẽ tắm trắng cho gì coi, cái người của em cái gì bây giờ nó rất là trắng như vậy nha. Bây giờ mọi người mà xài thì nhanh tay lẹ chân liên hệ giùm cho em, thì em salo cũng nhờ tư vấn cho vậy, nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Bụng lâm không hả? Tôi che vậy mà cũng thấy mấy má ghê thiệt. Xôi ghê thiệt là nó cực kỳ trắng cho mình luôn. Chị em nào mà xài đó là cực kỳ hiệu quả như vậy nha, xài rất là trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Mình sức lên làn da chúng ta và đặc biệt là mình xài cái băng cái hàng ngày thôi nó cũng trắng rồi, cái hàng ngày thôi nó cũng trắng rồi nhau gì nha, nó trắng hồng cái da mình luôn. Chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em. Dạ cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em, cả nhà mình mua một bộ đi nha, cả nhà ơi sẽ được tặng một chai với mấy chị nha. Mua combo sẽ được tặng một chai trị giá 490k nha cả nhà ơi. Là 490k nha.
Dạ đây là siêu phẩm là cực kỳ chánh của bên từ Hàn Quốc chứ cả nhà. Cả nhà mình muốn là lấy sĩ hoặc là làm chi nhánh cho em bớt cho Tăng Thiên Kim giúp em đã lại tự tan dưới. Là em nói gì, tắm nó rất là trắng quý vị. Mình xài mà hàng ngày dùm cho em và những cái tinh chất dưỡng thể trong đây, nó sành trắng cái làn da chúng ta và mịn màng làn da chúng ta gì nha. Xài cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả luôn. Da em là thuộc dạng da đen ngày xưa quý vị, mà em làm biết quý vị thấy không, nó trắng nõn nà luôn, trắng không tì vết luôn. Chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại cho mình em lên Zalo cũng như tư vấn cho quý vị. Hoặc là Thanh Mạnh ơi, khỏe không Thanh Mạnh ơi? Dạ bây giờ là cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em luôn nha cả nhà ơi. Ghim lại giùm. Dạ đúng rồi, mua một chai là với giá là 490k nha mấy chị nha. Cả nhà mình có thể là mua thử xài thử nha mấy chị nha. Là xài thử là banh đạp như gì nha, hay chồng đẹp quá hả, làm gì à? Hai vú anh quá trớn hả? Đúng đủ gì ơi, nghiệp tụ vú là vậy, nghiệp tụ vú là có thiệt mấy má nha. Rồi đẹp trai quá hả? Dạ cảm ơn mọi người. Dạ, và dạ, một combo mua combo giùm cho em gì nha, không hề tắp nắm. Nếu tắp nắng thì em sẽ hoàn trả lại tiền chơi quý vị luôn. Còn nếu như mọi người xài cái chai hàng ngày này, chúng ta ủ chừng 5 đến 10 phút giùm cho em thì những cái tinh chất thích trắng trong đây sẽ làm trắng cái làn da chúng ta cực kỳ mịn màng làn da chúng ta. Nhanh tay lẹ chân xe livestream giùm cho em quý vị nha. Cái miệng của Duyên cực kỳ dễ thương hả? Dạ cực kỳ trắng, đây là siêu phẩm luôn nha mấy chị nha. Siêu phẩm cái gì, nó trắng lắm mọi người ơi. Trời ơi, tôi xài là mê liền nó thiệt. Mà trời ơi, xài nó thấm, nó mát mà không hề bị bít rít không. Ý là không có bị cái gì khác quá vậy. Nó không bị chăm chích nha mấy chị nha. Rồi bây giờ chị em nào mua thì liên hệ Tăng Thiên Kim gì cho bên em. Thì em sẽ alo cũng như là tư vấn cho quý vị những gì nha. Mình xài nó trắng quý vị, mình xài nó cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Da em ngày nào cũng tắm như gì nha. Vợ anh Lâm cưng ghê hả? Cảm ơn mọi người. Dạ cực kỳ trắng luôn cả nhà ơi. Rồi cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Ok lấy em một combo luôn. À, mày bị khùng tao khùng kệ tao đi mày ơi, tao khùng kệ tao đi. Rồi chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho bên em. Thì bên em sẽ alo cũng như là tư vấn cho vậy. Nhanh tay lẹ chân nha mọi người ơi. Cái gì vậy? Thôi đừng có quay em. Anh nghĩ sao vậy? Anh mới chơi em mà giờ anh quay. Thôi anh ơi làm gì vậy? Mà em làm gì vậy? Nhìn em giống như con trâu mà anh quay em. Mà em đang tư vấn phụ mà em làm gì vậy? Mệt anh quá anh ơi. Em mặc đồ như con điên như Quỳnh. Anh vô duyên quá. Vô duyên gì mà tại sao sản phẩm người ta mà lấy sức anh da là sao? Anh đừng có em vô duyên quá anh ơi. Mà sao mặc đồ như con điên mà ngồi tư vấn như vậy? Nó trắng. Trắng cái gì? Đừng có quay em. Dạ coi. Trắng gì? Dạ coi. Dạ. Mốt còn lấy sản phẩm ta là xài không? Không. Thiệt không? Thiệt. Sản phẩm người ta ai mà cho là like xong rồi trả lại cho người ta? Đáng. Chứ có đâu mà sức lên da của mình như vậy. Quên. Cái gì? Dạ. Dạ. Mốt còn ăn cắp như vậy hết. Không. Hát ngang bài coi. Không. Hát ngang bài coi. Không không hát cái tao lia qua bộ đồ liền luôn á. Vô duyên quá. Hát ngang bài coi mà không hát tao lia bộ đồ liền. Liền tay liền. Vô duyên quá. Vô duyên cái gì? Sản phẩm ta mà sức cái gì? Cho trắng miếng. Trắng miếng cái gì? Hát tuần mà anh. Hát bài nghe coi. Một câu thôi. Chuyện tình dí ván coi, hai ba coi. Điều gì quá thôi. Hát coi. Không. Hát đi. Hết giờ kìa. Mai mốt tư vấn thôi nha, không lấy sản phẩm người ta mà sức kìa chưa. Nghe chưa? Nhớ không? Thằng quỷ cái này. Nhớ không? Nhớ. Ừ. Quay chi vậy? Ai biểu lấy đồ của người ta? Sự nghi xấu la kìa. Cái gì phải giữ á. Là nó trắng lắm quý vị, là xài cực kỳ ok vậy nha, xài là mê liền quý vị nha. Chị em nào đen cỡ nào, vợ chồng Lâm dễ thương hả? Rồi bây giờ chị em nào mà đen thì nhanh tay lẹ chân sử dụng cho em gì nha, cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Nhanh tay lẹ chân xe livestream nhìn cho em những gì nha, cờ bị bò bể bụng quá hả? Dạ nó trắng quá quý vị. Dạ dạ trắng lắm mấy chị ơi, rất là thích luôn. Mà cái sản phẩm này xuất vô người nó rất là mát nha, tắm trắng là rất là mát luôn mà không hề bị nó không có chăm chích quý vị thấy không? Em sức lên cổ, lên những cái chỗ mà ta nói nó là nó da mình nó trắng lắm mọi người ơi, nó trắng lắm, nó rất là trắng luôn. Làm da chúng ta trắng quý vị. Chị em nào hay chồng dễ sợ hả? Nghĩ Quỳnh nó mới vô vậy. Anh là diễn viên gì vậy? Mà chửi người ta. Nhi Quỳnh ơi, mày bị khùng hả? Mày có bị khùng không con Nhi Quỳnh? Dạ đúng rồi, cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em luôn nha cả nhà ơi. Ủa tao chửi ai? Tao chửi ai? Tao diễn viên cũng là con người chứ mày khùng hả? Ủa diễn viên chứ đâu phải là Phật đâu, chứ đâu phải thầy tu đâu. Mà người ta chửi mà im cái miệng lại. Con mà im cái miệng là nhu nhược, mày hiểu không? Ừ. Quỷ khùng. Một lại tao lóc mà nha, quỷ điên. Ủa tao điện viên phải tao thầy tu đâu, tao phải chùa tao tụng kinh niệm Phật đâu. Mày có bị khùng không? Tao không biết á. Không biết gì kêu xịt mỏ, tao xịt cho mỏ liền.
Dạ ok, cả nhà mình đặt hàng cứ để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Cả nhà mình mua một bộ sẽ được tặng một chai trị giá 490k nha cả nhà ơi. Dạ quý vị ơi, em chửi là chửi nhỏ trẻ trâu thôi. Đối mọi người thì dạ con trai đều sử dụng được nha. Thôi lóc Nhi Quỳnh đi, kiếm Nhi Quỳnh đi. Lóc ôm một bộ luôn, con quỷ đâu rồi? Để em lóc cái con quỷ kia nha quý vị nha, Nhi Quỳnh. Thôi nhìn biết là trẻ trâu ở đâu thì mặt kìa. Mặt âm hồn Nhi Quỳnh. Chẳng mày hả mày? Lên lên ơi hả? Dạ em chữa cho vô nhà vô cửa thư phạm khùng hả? Đây nè, khùng. Dạ nếu mà nam mà mình muốn trắng là mình sử dụng được luôn nha anh Nguyễn. Dạ, Tuấn Anh ơi, anh nào mà muốn trắng là đều sử dụng được hết nha mấy anh nha. Ê cái con Tăng Thiên Kim tao tịch thu bộ này nha Tăng Thiên Kim. Là hồi trưa cũng đòi tịch thu mà nó đòi lại. Quá sợ. Bị thiểu năng. Gì vậy? Bà Thu Ngân nó kêu Nhi Quỳnh nó bị thiểu năng. Nhi Quỳnh nó thiểu năng hả? Hồ nó thiểu năng cái gì đâu, nó khùng tự nhiên cái gì. Em có chửi ai đâu trời. Dạ bây giờ là cả nhà mình quan tâm về cái sản phẩm này, hãy để lại số điện thoại giùm em để được tư vấn nha cả nhà ơi. Dòng làm bén ghê hả? Trời đất con nó trắng lắm mọi người ơi. Xài là bánh rạp cái gì nha, xài là bánh rạp. Em nói gì, da ai mà đen cỡ nào? Dạ cực kỳ trắng luôn nha. Da mà đen cỡ nào? Ôi trắng ghê. Da đen cỡ nào là em cân tim hết, em cân tim hết nha mọi người nha. Làm đại lý sao hả? Ok, làm đại lý Tăng Thiên Kim tao tịch thu này cho Tăng Thiên Kim nha. Hồi trưa tao like sản phẩm kia tao đòi tịch thu mà cuối cùng nhắn tin đòi lại tức kìa. Da bóng không phải rồi kìa. Không phải nè. Lấy hồi lấy tắm luôn đi. Ồ trời mơ. Cho trắng. Khùng á, anh tắm mà thùng. Mua đi. Tích tích lương ra mua không? Đúng rồi, không trắng là đền tiền gấp đôi nha mấy chị nha. Em nói gì, không trắng là đền gấp đôi cho mọi người luôn. Tắm được rồi, anh sẽ tắm não với con Nhi Quỳnh như vậy nha. Da cực kỳ trắng mấy chị ơi, mà anh dùng gì mà da đẹp vậy hả? Trời đất cô gì, da em ngon lắm vậy. Nhiều khi em cởi đồ ra cái gì, em cởi đồ ra cái tự nhiên cái em thèm bản thân em gì, em thèm bản thân em liền nha mọi người nha. Hình xăm có ý nghĩa gì? Rồi hình xăm này là cái ông tổ như dân dạc ông tổ thôi. Cái này là lâm lâm đó, cái mặt nạ của bên cải lương đó gì đó, có nghĩa là cái thằng này, thằng ông thần mà diễn xuất đồ này nọ. Dạ em xăm đây lúc này em nhớ ổng cái gì, là ông phù hộ độ trì cho em diễn xuất duyên dáng như vậy nha. Châu Phi là trắng được luôn mọi người ơi, bình tĩnh nè hả. Trời ơi con nó trắng lắm mấy má ơi, không bệt thì lộ dân kem. Nếu như mà bệt, nếu như mà lộ dân kem thì em hoàn trả tiền cho mọi người luôn. Nhanh tay lẹ trên xe live stream cho em. Dạ rất là trắng nha mấy chị nha, một chai chỉ với giá là 490k thôi cả nhà ơi. Anh Lâm gửi tặng cho em bộ xài thử. Dạ má ơi con có bán, má ơi con Tăng Thiên Kim nó bán à. Dạ Tăng Thiên Kim nó bán. Anh gửi thì anh gửi em nè, em xài anh không? Ê mặt dùng sản phẩm gì mà đẹp với gì hả? Trời đất ơi, em là em dùng tà leo gì, mấy bữa em tư vấn cho mọi người cái mặt đó. Mới nhìn em hả, chị em nằm mua thì bây giờ để số thoại giùm cho bên em. Thì bên em Zalo cho vị, nó trắng lắm mọi người ơi, nó trắng cực kỳ luôn. Cực kỳ trắng cho mọi người luôn và xài cực kỳ ok quý vị luôn. Chị em nào mà đen cỡ nào cũng sử dụng được hết. Rất là trắng gì nha, và xài cái làn da ta nó cực kỳ mịn màng gì nha. Mình xài ban đêm giùm cho Lâm, ban ngày giùm cho đêm. Cái gì ban ngày giùm cho Lâm như gì nha. Cái gì thấy em trắng không mọi người? Bây giờ là cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em luôn nha cả nhà ơi, hoặc là em mới cho chị Tăng Thiên Kim giúp em được tư vấn về cái sản phẩm này nha cả nhà. Mày làm gì nè, làm gì? Mày làm gì? Ghê quá. Mày làm cái gì đây? Mày làm cái gì Quỳnh? Làm gì đâu. Tại sao cái thao của người ta mà cứ tối ngày tắm trắng hoài vậy? Dù gì quá cho nó trắng. Quý vị thấy không? Em là em tắm trắng, em trắng hơn vợ của em quý vị. Quý vị thấy không? Quý vị nghĩ coi em cái tay của em nó gì? Quý vị coi nè. Tắm là cực kỳ trắng luôn á mấy chị ơi. Em nói gì quý vị xiên giùm cho em. Này con em đeo gì? Con nó lì nữa quý vị. Mới ị xong. Mặt nó lì lắm mọi người ơi, nó lì gì nó lì. Lì gâu, lì gâu. Mặt nó nhiêu mài là kiểu gì? Đúng không? Nhiêu mài giống ai? Nó lì ơi là lì đúng vậy, nó trùm lì luôn. Rồi chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em gì nha. Ai muốn trắng như em thì liên hệ skin giùm cho em, skin giùm cho em là cực kỳ trắng và cực kỳ ok. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em. Dạ cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em luôn nha cả nhà ơi, hoặc lên mốt thì chị Tăng Thiên Kim giúp em nha. Dạ Tăng Thiên Kim lặng bé nó bán cái gì nha. Ê lát cô like bánh tráng không? Like luôn đi ha. Like xong rồi đỡ nợ. Trời ơi sản phẩm này cực kỳ trắng luôn nha cả nhà ơi. Em nói gì xài đi là mê chứ gì nha, xài đi rồi xài chết mê chết mệt. Xài là chết mê chết mệt, chứ không phải là đơn giản nha mọi người nha. Đó mấy nay là em xin tập tạ gì, em ăn kiêng, mấy nay em ăn kiêng nè, rồi em kết hợp giảm cân, hợp uống thuốc giảm cân đồ này nọ. Ê Quỳnh anh trắng hơn Nhi luôn Quỳnh, đúng không? Rồi chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho bên em, thì bên em sẽ alo cũng nhờ tư vấn cực kỳ nhiệt tình mà như vậy. Mà nó không những trắng mà nó mịn da nữa anh ơi. Nó mịn da lắm mọi người, nó xài đã lắm. Ai mà xài mà tao nói không thích thì tán vô mặt của em lắm thiệt.
Mình ghê luôn á. Ê con nhỏ vậy Tăng Thiên Kim tao tịch thu nha, tao không có nói nhiều nha. Nữa à? Chút nữa giống nhỏ kia. Ê lát nó giống nhỏ kia đầu là kỳ lắm luôn nha Tăng Thiên Kim, tao thiệt mày đầu là tính mày kỳ lắm luôn, hiểu không? Con nào đầu này nó khờ lắm gì, nó khờ lắm gì cái gì hiểu không? Khi mà em like á, tao hỏi đơn em nhiều lắm. Ví dụ con này em thấy thương cái em chụp màn hình lại, em chụp màn hình là em gửi cho nó. Còn nhiều con có cái sản phẩm sao đâu mà cũng đòi lại. Rồi mốt ngã kệ nó coi kệ đó. Rồi người ta hỏi tôi làm biến tôi tư vấn hiểu không? Ờ. Quỳnh ơi, Quỳnh có thấy anh đẹp trai không Quỳnh? Đẹp. Quỳnh ơi. Ừ? Ủa anh sao mà đẹp quá vậy? Đẹp. Hồ trắng nè. Đẹp quá đúng không cái gì? Có ai muốn ăn em không mọi người? Có ai muốn sờ em thử không mọi người ơi? Bị mất nết hả nè. Có ai muốn chiếm đoạt em không? Có vợ rồi muốn người khác sờ nữa hả? Ai sờ cũng được, em là cái đồ sờ công cộng. Dạ. Đọc comment đi. Rồi Na Chan cảm ơn Na Chan. Rồi lấy chai một hũ tấm trắng luôn. Chị em nào mua tấm trắng thì liên hệ Tăng Thiên Kim giùm chị em nha. Dạ cái tấm trắng này mà tắm ra nó cực kỳ mịn luôn nha mấy chị nha, chứ không hề bị khô da nha cả nhà ơi. 490k một chai thôi nha mấy chị nha. Cả nhà mình ok chị Mai Phạm nè, để lại số điện thoại giùm em luôn nha cả nhà ơi. Rồi. Rồi chị em nào mua để số điện thoại giùm cho bên em những gì nha, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả luôn. Đòi trả cái chai không hả? Ờ tao trả luôn. Hồi sáng là em like cái gì biết không? Hồi sáng là em like cho con nhỏ nhỏ vàng 24 carat mà sản phẩm nó tốt thiệt đó. Là cái em xin nó có chai em livestream em xin quá trời xin luôn quý vị. Cái xong kết thúc livestream anh ơi, gửi sản phẩm lại cho em nha. Mà em nói gì trong tin nhắn chờ của em một nùi mua luôn. Em ghét quá vậy. Ghét. Có sao đâu, sự thật thôi Quỳnh ơi. Chắc lử gì, mình sống thật đi đừng có giả dối anh nó thiệt đúng Quỳnh. Sao? Quý vị nếu bây giờ mà em cầm bó hoa này em xài vô mặt quý vị em tặng quý vị chịu không? Trời đất ơi quá trời đẹp trai quý vị, ở đâu có thằng đẹp trai mà dễ thương mà đáng yêu như em. Em đẹp không? Anh chào đẹp trai ngồi trong quán uống ly cà phê. Thay một cô em xin thật xin bước qua thật nhanh à. Anh vô chơi theo nhìn chẳng thấy bé yêu ở đâu à. Tìm gì ơi? À, chịu hả? Ông nội tôi ok thu móp để số thoại. Chị em nào mua thì bây giờ để số thoại giùm cho bên em những gì nha. Sản phẩm cực kỳ tốt và cực kỳ chất lượng luôn. Ông nội tôi ói một cái tao chặn mày luôn nha ông nội tôi. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Thôi bây giờ em chúc mọi người một buổi tối vui vẻ như gì nha. Xong là có làm bánh tráng không? Có. Mấy giờ? Mấy giờ nè? 9:10. 9:30. 9:10 hả? 9:15 rồi. Dạ. À, quý vị ơi xíu nữa em sẽ like bánh tráng Abi như vậy nha. Chị em nào cần bánh tráng Abi thì liên hệ giùm chị em ngày hôm nay. Ai mà ta nói cần tấm trắng thì liên hệ với con bé Tăng Thiên Kim giùm chị em ngày ngủ đêm bay. Cảm ơn em. Nhanh tay lại chân cảm ơn quý vị rất nhiều. Em chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Bye bye mọi người. Xíu nữa khoảng 15 phút sau em like tiếp như vậy nha. Chị em nào mà cần sản phẩm gì cho em một miếng nhanh tay lại chân giùm em. Bye bye mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt mọi người.